bức ảnh đạt giải đặc biệt cuộc thi sáng tác ảnh nhanh Canon Photo Marathon 2018 khu vực Hà Nội khi mà trao giải hôm qua thì có hậu cảnh là tấm biển thịt chó đã bị thay đổi thành thịt gà khi công bố trên truyền thông vào ngày hôm nay như quý vị đang thấy bức ảnh của tác giả Trần Hữu Long với chủ đề vất vả ngược xuôi. Liên hệ với tác giả thì anh cho biết là ban tổ chức đã liên lạc với anh để xin thay đổi phần không ảnh hưởng tới tinh thần chính của bức ảnh và làm nhẹ bớt vấn đề luôn gây tranh cãi trong xã hội lan thịt chó. Còn về nhiếp ảnh đơn thuần thì bức ảnh đó là xứng đáng nhất bởi đây là một cuộc thi sáng tác ảnh nhưng lại có yếu tố chỉnh sửa nên theo nhiều thành viên trong cộng đồng yêu nhiếp ảnh thì việc chỉnh sửa này là không phù hợp. Tuy nhiên ở một khía cạnh nào đó thì ở một cuộc thi có xu hướng quốc tế thì chúng ta cũng nên cân nhắc những góc nhìn khác nhau bởi nhiều quốc gia đã ban hành đạo luật bảo vệ động vật và phạt nặng với những ai vi phạm như là tại Đài Loan Trung Quốc vào 3 ngày trước trong một khu tập thể 17 công nhân Việt đang ăn thịt chó đã bị phát hiện hai người trực tiếp giết và nấu thịt chó đang phải đối mặt với bản án là 2 năm tù và số tiền phạt gần 1,5 tỷ đồng Việt Nam những người còn lại thì có thể phạt nộp hơn là 180 triệu đồng Việt Nam